Khi nuôi cà cuốn thì cái việc mình áp dụng cái quy trình nuôi càng đơn giản thì cái hiệu quả nó đem lại càng cao nha. Thì ở đây chỗ Trại Dế Thanh Tùng mình là áp dụng cái quy trình phải nói là đơn giản nhất nha. Thì khi mà nuôi cà cuốn thì mình chỉ việc chuẩn bị cái hồ để mà trước khi mình thả vô thì mình sẽ cho vô trong đây một ít cá nước và một ít cái giá thể để cho cái con cà cuốn nó leo trèo, nó bám vô để nó sinh sản hay là nó săn bắt mồi. Thì chỉ cần như vậy là mình nuôi được cà cuốn và cái công chăm sóc của mình nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Thì áp dụng cái quy trình nuôi nó càng đơn giản thì đối với con cà cuốn thì nó cảm thấy thoải mái, và khi nó thoải mái thì nó sẽ đẻ một cái ổ trứng tương đối là nhiều nha. Thì đa phần là nó có cái cảm giác thoải mái thì nó sẽ đẻ ra những cái ổ trứng tương đối là nhiều, khoảng 150, 170, 200 trứng là cái chuyện bình thường. Khi mình nuôi thì mình cần tạo cái môi trường cho cái con cà cuốn nó sống càng tốt thì nó sẽ đẻ càng nhiều nha. Cái môi trường sống nó thoải mái thì nó đẻ cái ổ trứng dài thòn lòn như vậy luôn. À, đây thì đây là cái ổ trứng nó vừa nở rồi. Đây là những cái con gà cuốn nó mới vừa nở được khoảng 3 tiếng đồng hồ. Thì khi mình áp dụng cái quy trình nuôi như vậy thì khi nó nở ra nó chỉ việc là bắt những cái con mồi có sẵn ở trong đây thôi, những con cá có sẵn trong đây và nó phát triển thôi. Thì khi áp dụng cái quy trình nuôi như vậy thì cái việc chăm sóc nó trở nên là dễ và ít có tốn thời gian để mình chăm nó lắm.
Thì khi mình tạo cái môi trường sống thoải mái cho nó thì con cà cuốc nó chỉ việc nằm như vậy và nó chỉ chờ những cái con mồi chạy ngang và nó chộp lấy thôi. Thì cái quan trọng là mình tạo cái môi trường nó cho con cà cuốc nó cảm thấy an toàn là nó sẽ phát triển tốt thôi. Đây là con này nó vừa chộp con mồi luôn.